chào các bạn khán giả của E-Channel, chúng ta đang quay trở lại với Gặp Nhau Cuối Ngày. Và ngay bây giờ thì hãy cùng mình tổng hợp lại những tin tức nổi bật và đáng chú ý nhất có trong ngày 6 tháng 8 nhé. Tin tức đầu tiên có trong ngày hôm nay, mới đây thì trên nhiều diễn đàn, cộng đồng mạng đã truyền tay nhau một hình ảnh một quán ăn đã in hẳn bảng hiệu với nội dung là từ chối tiếp hai TikToker đang làm mưa làm gió. Trong hình ảnh này thì quán có ghi rõ rằng ở đây xin phép không tiếp hai nhân vật này và kèm theo hình ảnh của hai TikToker để khách hàng có thể dễ nhận diện. Ngay sau khi được đăng tải, bài viết này ngay lập tức đã khiến cho dân tình xôn xao. Mọi người đưa ra nhiều ý kiến trái chiều về vấn đề liệu việc làm ăn của quán này có đúng hay sai. Một bên thì cho rằng việc các TikToker đến quán ăn và có trả tiền thì cũng có quyền đưa ra những nhận xét thẳng thắn trên cương vị là những khách hàng. Những nhận xét đó thì sẽ có thể giúp cho nhiều người không mất tiền oan cho những nhà hàng và quán ăn không chất lượng. Song cũng có nhiều ý kiến đồng tình với cách làm của chủ quán nên đã bày tỏ sự thông cảm. Họ cho rằng nhiều TikToker đang cố tình chê thậm tệ để tạo ra tranh cãi, giúp cho danh tiếng của họ được nhiều người biết tới hơn. Chưa kể những nhận xét tiêu cực và thái quá từ các TikToker hiện tại còn ảnh hưởng trực tiếp đến miếng cơm manh áo của các chủ tiệm. Hiện tại thì vụ việc này vẫn đang tạo ra nhiều tranh cãi trên mạng xã hội. Tin tức tiếp theo có trong ngày hôm nay. Vào hôm 6 tháng 6 vừa qua thì thành phố Hà Nội đã tiến hành thí điểm phân làn trên đường Nguyễn Trãi. Đây là khu vực thường xuyên xảy ra kẹt xe với số lượng phương tiện tham gia giao thông cực lớn. Theo đó, phân làn theo hướng, nghĩa là hai làn sát vỉa hè sẽ cho phép xe máy và xe thô sơ cũng như là xe buýt được hoạt động. Làn 3 và 4 là làn sát giải phân cách thì sẽ dành riêng cho ô tô. Hà Nội sẽ điều chỉnh phân làn bằng các giải phân cách cứng. Ghi nhận vào sáng ngày hôm nay, ngày 6 tháng 8, theo như tình trạng giao thông trên đường Nguyễn Trãi vẫn đang rất lộn xộn, ô tô và xe máy thì vẫn tranh để đi vào làn của nhau. Vì nhiều người dân vẫn chưa nắm bắt được việc phân làn mới, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đang phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông bố trí lực lượng túc trực tại các điểm vào giải phân cách để có thể điều phối và chỉ dẫn cho các phương tiện đi vào đúng làn đường. Và điều đáng nói ở đây là những đoạn đường không có giải phân cách cứng, ô tô và xe máy lại nhập thành một làn như chưa từng có việc phân làn trước đó. Vì ngày bắt đầu áp dụng thí điểm phân làn diễn ra vào ngày cuối tuần nên lưu lượng giao thông cũng giảm hơn so với ngày thường, vì vậy nên tuyến đường này chưa ghi nhận ùn tắc. Tin tức thứ ba có trong ngày hôm nay, 6 tháng 8, tại thành phố Hồ Chí Minh vừa xảy ra vụ việc có 8 em sinh viên sau khi uống rượu tại một quán nhậu ở khu vực Thủ Đức thì 6 em đang trong tình trạng nguy kịch, 2 em đã ra đi. Theo như lời kể của người nhà, vào tối ngày hôm qua, 8 em ngồi nhậu cùng nhau, có uống một loại rượu không rõ nguồn gốc. Sau đó thì cả 8 sinh viên đều rơi vào trạng thái nguy kịch. Các bệnh viện tiếp nhận đều cho biết rằng hiện tại đang tiến hành lọc máu và cấp cứu cho các sinh viên này. Đại diện Ban Quản lý An toàn Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh cho biết rằng đang phối hợp với các cơ quan chức năng để kiểm tra loại rượu và địa chỉ quán mà nhóm sinh viên này đã tới để uống. Trong ngày hôm nay, 6 tháng 8, lễ hội âm nhạc hoành tráng bậc nhất trong năm 2022 tại Việt Nam đã được diễn ra, đó là Hay Glamping Music Festival, được tổ chức tại công viên Yên Sở, Gamuda City với sự xuất hiện của rất nhiều những nghệ sĩ đang được giới trẻ yêu thích. Ngay từ những ngày đầu công bố sự kiện này thì Hay Glamping Music Festival đã khiến cho khán giả không ngừng phấn khích khi mà những cái tên nghệ sĩ đình đám liên tiếp được công bố. Bởi thế nên trong ngày hôm nay, tuy chưa đến giờ diễn ra sự kiện, nhưng mà các bạn trẻ cũng đã có mặt rất đông để check-in và chụp ảnh từ sớm và háo hức chờ đợi đến những màn trình diễn bùng nổ sắp tới của chương trình. Mặc dù là thời tiết vừa rồi bỗng đổ một cơn mưa nặng hạt khi mà chương trình đang diễn ra, song khán giả vẫn rất là nhiệt tình để cổ vũ cho các nghệ sĩ. Bên cạnh những nghệ sĩ trẻ như là Trọng Hiếu, Hoàng Rốt, Ngọt vân vân thì sự kiện còn quy tụ tới 4 boy band huyền thoại thế giới, đó là The Mofest, 911, A1 và Blue khiến cho khán giả cực kỳ mong chờ. Các bạn thân mến, như vậy là chúng ta đã cùng nhau tổng hợp lại rất nhiều những tin tức nổi bật và đáng chú ý có trong ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Còn bây giờ thì xin chào, chúc các bạn ngủ ngon và chúc các bạn sẽ có một ngày nghỉ cuối tuần thật vui vẻ. Chúng ta sẽ gặp lại nhau vào tối thứ hai tuần tới nhé.